xe rẻ, xe đẹp, xe siêu chất lượng anh em ơi, Galaxy T5. Một con xe mang quá là nhiều đồ ngon anh em ạ. Con xe này mang cấu hình, bộ khung làm từ thép xốp chắc chắn, màu thì vô cùng là bắt mắt, mang màu cam. Còn này ra đường soi lót luôn anh em ạ. Về bộ ghi đông là ghi đông thẳng, vô tăng 31.8, tay phanh, tay đề là của Shimano. Con này lại được trang bị thêm cả là cái chỗ cầm tay cao su, cầm siêu êm tay luôn anh em ạ. Anh em nhìn xuống đây này, con xe rẻ mà lại được trang bị thêm cả bộ cuộc siêu ngon luôn anh em ạ. Về bánh xe to và bao trơn cho anh em nhé. Con này lốp xe thì là 26x1.95. Con này đặc biệt còn được trang bị thêm nhá, cả là về phanh, đĩa cơ. Xe rẻ nhưng không đồng nghĩa là chuyển số sang số không mượt mà đâu. Con này chuyển số sang số mượt mà lắm anh em ạ. Về đùi đĩa thì là 3 tầng, bít thì là 7 tầng, 21 tốc độ. Con này còn được trang bị là gạt đĩa là của Galaxy, phủ đen là của Shimano Soleil. Một con xe siêu phẩm mà giá chỉ nhỉnh hơn 3 triệu đúng một tí. Anh em nào thích thì cứ bình luận ở bên dưới, tôi sẽ tư vấn cho anh em nhá.